Xin chào bạn, tôi bác sĩ Sóc Việt Đức đây. Hôm nay bên nữ 21 tuổi bạn ạ. Bạn ấy bị sùi mổ gà đây, các bạn thấy là cái nốt sùi ở lưỡi nó sẽ trông như này các bạn này. Đấy, nó sẽ to dần ra chứ không có chuyện mà những cái gai lưỡi này các bạn cứ hay nhầm là sợ là sùi. Thế nhưng mà nó chỉ là gai lưỡi thôi. À, như thế thế, gai nhú này. Cái nhú của các bạn này còn bé đấy. Có nhiều bạn nhú còn dài, to nhiều. Đấy, còn sùi thì nó sẽ trông như này các bạn này. Sẽ to lên rất là nhanh. Kiểm tra trên người em còn chỗ nào có bị thế này không? Không, có mỗi không? Thế ở dưới cái kia có bị không? Có mỗi. Cần kiểm tra không? Không. Thường là nó cũng hay bị em ạ. Dưới kia nó mới hay bị. Thôi đi. Tiện đến đây thì kiểm tra nước đi. Tại vì là bên trong cổ tử cung ấy, nhiều khi em không nhìn thấy đâu. Em kiểm tra chưa? Chỉ có em có kiểm tra ở à, kiểm tra rồi chứ không? Thẻ ra rồi, thẻ nữa chứ, anh sẽ cầm. Đấy. Anh cầm này được không?